Ok, xin chào tất cả các anh chị Chị Hoài đã quay trở lại rồi đây Đây là video số 9 trong series Bopperman Scapping à, Hoài cũng đã ngâm cái series rất là lâu rồi ha Mong anh chị thông cảm Đây là video Hoài nói về thiết lập cú phá vỡ ở vùng phạm vi nâng cao Advanced Trend Break ARB cũng là thiết lập cuối cùng trong bộ các thiết lập của Bob Vermeen, sử dụng chuyên sâu cho thị trường scalping nhưng mà Hoài vẫn đang sử dụng cho tất cả các thị trường khác cũng như là những cái khung thời gian cao hơn. À, anh chị có thể áp dụng những thiết lập này trên mọi khung thời gian anh chị ha, không chỉ là scalping. À bây giờ chúng ta cùng đi ngay vào video để xem cái thiết lập cuối cùng này nó có gì mà hay và mạnh mẽ đến vậy nha. Ok, cái series performance scapping họ đã làm rất là lâu rồi mà bây giờ mới gần hoàn thành cái cái playlist thì anh chị có thể xem lại từ những bài đầu tiên bằng cách là lên YouTube anh chị search chữ performance scapping à, là sẽ có ra hai cái series, series anh chị ha. Series đầu tiên là performance production là hoài nói về chung chung ha. Về version chung của Buffettman à sử dụng áp dụng những cái nguyên tắc nền tảng của hành vi giá. Còn cái series chủ đạo mà anh chỉ cần phải xem đó là Buffettman Scapping, nói rất chi tiết về những thiết lập mà Buffettman sử dụng trong cái trade thực chiến. À, anh chị bấm vào cái full playlist này sẽ có tất cả những cái bài à, những cái setup mà Hoài đang sử dụng cũng như là Buffettman đang sử dụng để mà áp dụng trên các thị trường khác nhau. em sử dụng cái setup này à, trên cái khung thời gian 70 tick của cặp tiền euro USD, còn hoài thì hoài áp dụng trên các khung thời gian H4 và D1 của tất cả các thị trường khác nhau như là vàng, forex, chứng khoán Mỹ, Việt Nam cũng như là cryptocurrency. Đây thì chúng ta cùng quay trở lại cái bài số 9 của series ngày hôm nay đó là thiết lập ARB. À, thì mình à, đi thẳng vào cái mục đích của thiết lập ARB nó là gì anh chị ha? Nó là để kiếm lợi nhuận từ những cú phá vỡ à, khỏi vùng phạm vi nhưng mà không bắt được bằng thiết lập IRB hoặc RB. À, như vậy trong cái chữ mà RB trong này Đấy, trong cái chữ RB là chúng ta đã thấy được à, cái mục tiêu của thiết lập này là đang nhắm đến những cái vùng phạm vi đúng không ạ? Chữ RB có nghĩa là range break là cú phá vỡ vùng phạm vi. Còn cái chữ A đằng trước này advance có nghĩa là nâng cao. Thì đây là một cái thiết lập mà nó giúp cho chúng ta bắt những cái cú phá vỡ khỏi vùng phạm vi nhưng mà chúng ta không thể nào bắt được bằng thiết lập IRB hoặc là RB. À, không thể bắt được thường là do cái nguyên nhân là gì anh chị? À, thường là do nguyên nhân là giá nó phá vỡ khỏi vùng phạm vi từ một cái đoạn nén nào đó nó cách xa đó, cách xa khỏi cái đường biên, Nên mình giải dụ cái đường biên nó nằm ở phía trên đi ha, thì cái đoạn nén nó nằm cách xa phía dưới, nó chừa ra một cái khoảng trống so với so với đường biên, rồi nó phá vỡ đâm từ dưới lên như thế này. Đó, với trường hợp là phá tăng, còn với trường hợp phá giảm á, thì cái đoạn nén có thể là nằm phía trên, à, đoạn nén phía trên và khi phá vỡ thì nó đâm xuống, đó, thì cái hành động phá vỡ đâm từ dưới lên cũng như là đâm từ trên xuống như thế này nó khiến cho giá rất là dễ quay ngược trở lại, anh chị hình dung ha, đấy phá lên rồi sau đó quay ngược trở lại rất là nhanh thì khi mà anh chị mua vào ha mua vào ngay tại cái cú phá vỡ vùng phạm vi mà nó bị cái lỗi đâm từ dưới lên hoặc là đâm từ trên xuống như thế này anh chị sẽ bị cái rủi ro đó là giá nó quay trở vào trong vùng phạm vi đó do đó chúng ta không có nên thực hiện những thứ lập cú phá vỡ vùng phạm vi ngay từ những vị trí như thế này mà thay vào đó ha, chúng ta có thể là chờ giá quay trở lại dưới biên hoặc là tích lũy gần biên rồi khi giá phá vỡ thêm một lượng lần nữa ha thì chúng ta có thể thực hiện thực hiện cái giao dịch sau đó nó sẽ có xác suất cao hơn rất là nhiều thì thiết lập ARB nó chia ra làm hai dạng chủ đạo cái dạng đầu tiên đó là giá đã phá vỡ vùng phạm vi nhưng không di chuyển ngay mà tạo một cái đoạn build up tức là một cái đoạn tích lũy nén lình xình quanh cái đường biên đó này anh chị hình dung với ví dụ này cái đường biên của chúng ta là đường biên dưới nè cái đường biên nét liền ha thì khi giá phá vỡ ngay tại vị trí vị trí chỗ này đi đây là anh chị thấy nó đã phá vỡ khỏi cái đường biên nét liền màu đen rồi nhưng sau đó nó không có đi tiếp liền được ngay mà nó đang tạo ra một đoạn build up lình xình ngay gần quanh khu vực đường biên đó và cái đoạn build up này nó được đánh dấu bởi một cái đường biên khác nằm phía dưới đó là cái đường biên nét đứt đó cái hiện tượng này đó là do cái đường biên cũ á, nó có thể là không được thị trường tôn trọng nữa mà thị trường nó đang dần tôn trọng cái đường biên mới thấp hơn chút xíu so với cái đường biên cũ này Đã, thì khi giá phá vỡ khỏi cái đường cái đoạn build up nhỏ này mà và phá xuống một cái đường biên nét đứt thấp hơn chút xíu thì chúng ta entry chúng ta sell Đã, đây là cái dạng mà giá không di chuyển ngay sau khi phá vỡ mà tạo ra một đoạn build up linh sinh quanh đường biên cách bộ lệnh của chúng ta đó là chúng ta chờ giá phá luôn cái đoạn build up đó cái đường biên của cái đoạn build up đó rồi chúng ta vào lệnh sell thì giá nó sẽ rớt xuống rất là nhanh đó. dạng thứ uh, uh, hai, ha, dạng thứ hai đó là giá nó đã, đã phá vỡ khỏi vùng phạm vi rồi một cách rõ ràng rồi ha, và sau đó giá kéo ngược trở lại kéo ngược có nghĩa là một con sóng buôn bác anh chị ha mình phải hình dung rõ ràng có hai dạng dạng thứ nhất là một đoạn tích lũy và dạng thứ hai là một cái buôn một cái kéo ngược vào trong cái đường biên đó à, trong cái cái dạng kéo ngược này lại chia ra mà hai dạng nhỏ hơn nữa đó là thứ nhất là buôn từ một cái điểm cách xa đường biên tức là ví dụ chỗ này giá nó phá vỡ tại vị trí này và nó đi ra xa khỏi đường biên rồi thì nó mới pullback trở lại. Đó, cái này mà chúng ta không vào lệnh đó là lý do đơn giản là vì chúng ta bỏ lỡ cái giao dịch thôi. Nó thường là chúng ta bỏ lỡ giao dịch này. Chứ nếu không thì chúng ta cũng đã nên entry ngay tại vị trí này rồi. Bởi vì à, cái đây là một setup rb rất là rất là hợp lệ. Thì khi giá đã phá vỡ khỏi đường biên và cái đoạn bear up này, à, cái con sóng cái ngược á nó khởi đầu từ một cái vị trí. Đây chính là cái vị trí nó khởi đầu nè cách xa khỏi đường biên nó cách một đường biên một cái khoảng xa hơn chứ nó không có nằm gần thì nó chỉ cần kéo ngược về đường biên và nó tạo ra một cái cú cool retest một cái retest tại đường biên thôi thì khi giá rớt xuống trở lại chúng ta có thể entry entry sell anh chị ha thì và cái loại thứ hai đó là cái sóng kéo ngược nó khởi đầu từ một cái điểm gần đường biên Đấy, khi mà giá pullback từ một cái điểm gần đường biên ví dụ ngay tại vị trí này đi ha hai cái vị trí này đều là hai cái vị trí mà giá nó bullback trở về này. đó, giá nó kéo ngược trở về sau khi phá vỡ ha Đấy. chỗ này nó cũng kéo ngược trở về sau khi phá vỡ và anh chị hình dung giá kéo ngược trở về từ một cái điểm rất là gần so với đường biên để phóng to cái này cho anh chị xem đó nó phá khỏi đường biên rồi nhưng mà nó không muốn đi được xa rồi nó kéo ngược trở lại ha phá rồi nó quay ngược trở lại thì khi giá tăng trở lại ngay tại vị trí này ha chính tại ngay tại vị trí này giá tăng trở lại thì chúng ta được phép entry sell đơn giản đây nó là một cái thiện, một cái sự ngập ngừng đúng không ạ một sự ngập ngừng của giá sau khi phá khỏi đường biên của vùng phạm vi tại sao cái đường biên của một cái vùng phạm vi nó cho thấy là đó là một vị trí rất là quan trọng đúng không ạ đây là một vị trí vùng cung vùng cầu mạnh mẽ à vì nó phải làm cái vị trí cung cầu mạnh mẽ thì nó mới tạo ra một cái vùng phạm vi chúng ta mới vẽ ra được cái hộp này đúng không ạ thì quanh cái vùng một cái vị trí nào mà nó có vùng cung cầu mạnh mẽ thường giá nó sẽ có khả năng nó dùng dần đúng không ạ có nhiều trường hợp nó phá một cách ngọt ớt à nhưng cũng có nhiều trường hợp nó sẽ bị dùng dần quanh cái vùng phạm vi này anh chị hình dung những cái đường biên vùng phạm vi nó giống như là những cái cục 500 hoặc à, nói dễ hiểu hơn đó là giống như là những cái bụng mở những cái lớp mở thì khi giá nó muốn cố gắng nó thoát ra khỏi cái lớp mở này thì nó phải cố gắng rất là nhiều và có một cái sự giằng co mạnh mẽ đó thì để tạo ra một cái cú phá vỡ thật sự mạnh mẽ thì giá phải tạo ra cái nỗ lực nhiều hơn thì cái thiết là arb này nó giúp cho chúng ta bắt được chính xác cái thời điểm mà giá hoàn thành cái nỗ lực thoát khỏi vùng phạm vi đó để anh chị hình dung ha với cái dạng bun từ một điểm gần đường biên thì thường nó sẽ bun ngay vào bên trong ren thì chúng ta sẽ vào lệnh khi giá thoát ra khỏi ren thêm một lần nữa rất là đơn giản đấy và trong trường trong cái trường hợp setup ARB thì chúng ta nên lưu ý nguyên tắc chạm lại trần đặc biệt với trường hợp là back vào bên trong ren vào bên trong ngược vào bên trong ra thì khi nào nó sẽ ngừng cái đoạn bullback back đó đó là khi mà giá nó chạm lại ha nó chạm lại một cái gọi là trần Đấy. ví dụ một cái trần thường là một cái chuyển động từ tăng sang giảm trước đó một cái máy vò Đấy, thì khi giá phá vỡ ở vùng phạm vi nè và nó đang quay trở lại nó retest này. À, thì nó sẽ kéo xuống tới đâu nó sẽ kéo tới cái vị trí mà cái trần của của đoạn bullbait trước đó trần của một cái con sóng một cái vòng cung trước đó Đấy, anh chị thấy nó chạm đúng ngay cái trần của cái, cái vòng cung trước đó rồi sau đó nó nó giảm tiếp đúng không ạ còn cái trường hợp sau đó cũng tương tự như vậy Đấy, cả hai vị trí này đều là hai cái setup B rất là hợp lệ này lúc này giá phá vỡ chúng ta đã entry rồi ha. nhưng mà nếu trường hợp anh chị chưa vào lệnh và mình lỡ kèo thì mình hoàn toàn có thể chờ một cái đoạn kéo ngược trở về nó kéo ngược tới vị trí nào anh chị thấy nó kéo ngược tới gần đúng so với cái trần của cái mà vòng cung trước đó mà nó chạm vào cái trần của vòng cung trước đó rồi sau đó nó giảm tiếp nè thì chúng ta sẽ entry ngay khi giá rớt xuống trở lại ngay tại thanh nến nè ngay khi giá rớt xuống trở lại khỏi cái đoạn bull và chúng ta bắt cái con sóng giảm tiếp theo đó rất đơn giản ví dụ một nè anh chị xem nè đây là cái dạng nào ạ à? sau khi giá phá vỡ vùng phạm biên ngay tại vị trí này thì giá tạo ra một đoạn tích lũy đúng là một đoạn build up nằm quanh đường biên thì chúng ta sẽ entry ngay khi giá phá lên khỏi cái đoạn build up đó. đó đây là cái dạng ARB mà hồi nãy chúng ta mới vừa nhắc đến Rồi. ví dụ hai nè Đấy, cái đường biên chúng ta là cái đường biên màu đen ha thì đây là cái dạng mà giá phá vỡ khỏi vùng phần ngay tại vị trí này rồi sau đó giá quay trở lại nếu mà một một cái bull back kéo về đường biên rồi sau đó giá giảm tiếp thì đây là cái trường hợp mà giá kéo ngược về retest đường biên rồi sau đó giảm tiếp đúng không ạ chúng ta có ba trường hợp thôi tiếp nè ví dụ số 3 nè anh chị biết đây là cái đoạn thuộc cái trường hợp nào của ARB không ạ cú phá vỡ vô phi nằm ngay tại vị trí này nhưng sau khi phá vỡ giá không có gì đi tiếp mà tạo ra một cái đoạn build up đúng không ạ nhỏ nằm sát so với đường biên À, thì khi giá phá vỡ khỏi đoạn build up này chúng ta entry sell rồi trường hợp này là gì ạ ví dụ thứ tư nè đấy sau khi phá vỡ khỏi vùng phạm vi thì giá không có tăng ngay mà tạo ra một đoạn build up lình xỉnh nằm gần đường biên Đó, cái dạng mà đoạn build up nằm gần đường biên á nó rất là thường xuyên anh chị ha rất thường xuyên xảy ra à, với điều kiện là anh chị vẽ cái đường biên nó đúng thì khi giá phá vỡ lên thường nó sẽ có một đoạn bí đắp gần đường biên thì khi giá phá vỡ thêm một lần nữa tại vì cái thanh nến này chúng ta entry mua đó hồi cũng có nhiều cái setup arb hồi thực hiện trong những cái real trade à, gần đây đừng cử là cái thiết lập arb đây là dạng gì vậy anh chị à, giá phá vỡ đường biên nhưng sau đó không tăng được ha, mà kéo ngược trở về bên dưới đường biên tại vì sao tại vì giá đang kéo ngược từ một cái vị trí nằm rất là gần đường biên cho nên nếu mà nó kéo chỉ là chạm về retest cái đường biên thôi đó, thì cái đoạn kéo ngược nó quá ngắn đi nên nó phải cần kéo ngược thêm nó sẽ kéo xuống dưới đường biên đúng không ở đây anh chị thấy có hiện tượng chạm lại trần luôn nè cái đường cái cú chạm này nó chạm chạm lại cái phần trần của cái vòng cung trước đó nè rồi sau khi giá tăng trở lại entry hoặc entry mua nhưng đây là một setup bị thất bại hoặc thoát lệnh với 0,5 rồi thủ lỗ ví dụ 6 nè đây là một setup thành công nè anh chị ấy giá phát vỡ đường biên tại vị trí này rồi sau đó kéo ngược trở về từ một cái điểm gần đường biên cho nên nó phải kéo xuống dưới đường biên luôn à, đúng không nếu mà nó kéo ngược từ một cái vị trí xa hơn ví dụ từ vị trí này thì nó chỉ cần kéo xuống gần đường biên thôi là nó tăng trở lại được rồi đúng không ạ khi mà nó kéo gần thì thường nó sẽ kéo xuống dưới đường biên luôn và khi giá tăng trở lại ha hoài entry mua và đây là một setup setup thành công đó cho đây là Hoài nói về setup cuối cùng của à, các bộ setup của uh, bufferman anh chị muốn nghiên cứu kỹ hơn về những setup của Performance có nhiều ví dụ trade hơn và những cái phân tích rất là chi tiết thì anh chị có thể đặt bộ sách của Performance đặc biệt là cuốn Forex Person Scalping của Bob trên trang là candlebooks.vn hoặc là để lên ở phần mô tả hoặc là comment đầu tiên hiện tại cái cuốn Scalping này là đây là nơi duy nhất mà phân phối cái cuốn Scalping này chính hãng nếu mình chỉ mua từ bất kỳ những cái trang khác Ngoài trang cadocooks.vn này thì đó đều là sách giả Và chất lượng sẽ rất là kém, biểu đồ sẽ mờ nhòe Và anh chị không thể nào đọc được à, hoài, Mong là anh chị phải đặt được Cái quyển sách này Từ đúng nơi đúng chỗ để mình có thể nhận được Cái sản phẩm tốt nhất à, Và nếu mà anh chị chưa Đọc cái cuốn Understanding Version Thì anh chị cũng có thể đặt luôn bộ sách này luôn à, Đây là bộ sách của Bocomel Gồm hai cuốn anh chị ha Ok, cảm ơn anh chị xem video của Nhật Hoài Xin chào và hẹn gặp lại